là một linh mục công giáo Thấy hội thánh hoang tàn Và các giáo sĩ khác xa đoạn Khiến ông dối bời và đau khổ Sau đó Ông tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng Và ngânh tiếp Chúa Tái Lâm Chúng tôi hội họp và cùng đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng Cảm thấy được cung dưỡng đặc biệt Vô cùng vui hưởng Chúng tôi đã tham dự tiệc cưới của chiên con Thật không ngờ Các thế lực địch lại đứng Christ tà ác của giới tôn giáo cứ bách hại ông không ngừng nghỉ. Một số linh mục cùng với hơn 70 giáo dân đột nhiên xông vào nhà thờ. Một đám người khống chế và ép tôi phải giao sách lời của Đức Chúa Trời cho họ. Những người khác thì cầm cuốc xẻng xông vào sân nhà thờ. Và tôi bắt đầu nghe thấy tiếng cửa sổ và cửa chính bị phá vỡ. Giám mục triệu nói, họ đã chuẩn bị sẵn tiền bạc xe cộ và nhà cửa cho tôi rồi. Tôi khỏi phải lo cuộc sống gì già. Chỉ cần tôi từ bỏ tiêu chấp phương Đông và trở lại làm linh mục, tôi sẽ không phải lo lắng gì nữa. Gặp phải những sự cám dỗ và bách hại đó, cuối cùng, ông đã quyết định như thế nào? Ba mẹ tôi nuôi dạy tôi theo đức tin công giáo. Và khi lớn lên, tôi đã trở thành một linh mục. Sau đó, hội thánh ngày càng trở nên ảm đạm. Các giám mục và linh mục mãi mê đấu đá nội bộ và tránh danh quyền lực. Các tu sĩ và nữ tu thì toàn đấu kỵ và công kích lẫn nhau. Một trong số các phó giám mục bực tức vì giám mục giáo phận đã không thực hiện lễ tôn phong cho ông ta, nên đã cấu kết với các linh mục khác tố cáo giám mục giáo phận lấy tiền của hội thánh để mua nhà và mua xe, lại còn gia nhập hội thánh tam tự Ai Quốc. Cho nên nhất định phải bị cách chức giám mục Họ còn gây ẩu đả với các giáo dân ủng hộ ông ta Hiện tượng đố kỵ và thu ghét này ngày càng trở nên nghiêm trọng Các linh mục ra sức đấu đá triệt hạ nhau Khiến hội thánh bị chia thành nhiều bè phái lớn nhỏ Khi nhìn thấy họ tranh giành địa vị khủng khiếp như vậy Trong lòng tôi thấy rất ghi tởm Thật sự không giống như một hội thánh chút nào Nó tối tâm và tà ác Y như thế giới trần tục Đúng vậy Vì tôi không muốn gia nhập hội thánh tam tự Giám mục giáo phận đã bài xích tôi Và bổ nhiệm một linh mục làm trợ lý cho tôi Nhưng thật ra là để thay vị trí của tôi Sau khi linh mục đó đến hội thánh rồi Anh ta xúi dục giáo dân tẩy chay tôi Không lâu sau Giáo sứ của tôi lúc đó bị chia thành hai phe và rất nhiều mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh tôi không muốn dính dáng mấy thứ đó nên đã nộp cho giám mục đơn từ chức tôi cùng với một vài tu sĩ và một vài nữ tu rời hội thánh đầy thù ghét và mâu thuẫn đó rồi sau đó gia nhập một hội thánh ở miền núi chuyện ở hội thánh miền núi đó là như thế nào tôi cứ tưởng ở hội thánh đó các thành viên giảng dị và khiêm tốn và sẽ không có những chuyện tranh quyền đọt lại Tôi tưởng rằng ở đó tình hình sẽ tốt hơn Nhưng không ngờ Tình hình hội thánh ở đó cũng đang rất ảm đạm và quan tàn Các giáo dân có đức tin rất hờ hững Họ phạm tội bừa bãi Không làm theo những điều răn Họ không hề thành thật Luôn gây ra mâu thuẫn Và la mắng mọi người Những người ngoại đạo Liên tục đến nhà thờ phàn nàn với tôi về họ Đó là những vấn đề tôi không thể giải quyết được Tôi cảm thấy hoàn toàn khô cằn về thuộc linh và khi giảng lễ không có gì mới mẻ để nói cả khi đang cảm thấy lạc lõng khổ sở và bất lực thì tôi được ông hội đồng giáo sứ trương và linh mục lưu làm chứng về công tác của đức chúa trời toàn năng nói rằng đức chúa giêsu đã thực sự tái lâm rồi nghe thấy họ nói như vậy tôi rất sửng sốt không dám tin chắc nhưng cũng không dám không tin tôi nghĩ rằng Thời kỳ sau hết đã đến Trong khi hội thánh thì không có ánh sáng Và công tác của Chúa Thánh Thần Chúng ta phạm tội ban ngày và thú tội ban đêm Và không thể thực hành lời Đức Chúa Trời Tôi đã không ngừng cảm thấy bất an Và thậm chí thấy sợ hãi Cảm giác rằng chuyện gì đó khủng khiếp sắp xảy ra rồi Tôi vô cùng mong mỏi Ngày giờ mà Đức Chúa Giêsu tay lâm Để cứu rỗi chúng ta Khỏi sự tâm tối và khổ sở này Phải đó cho nên khi họ đưa ra chứng ngôn rằng Đức Chúa Giêsu đã tái lâm, tôi tha thiết mong rằng đó là sự thật. Nhưng cũng sợ chưa dám tin chắc. Ông đã vô cùng thận trọng. Đúng vậy. Lúc đó tôi thật sự rất muốn biết thêm thật nhiều điều về sự tái lâm này của Đức Chúa Giêsu, Nên tôi đã nói hai người anh em đó giảng giải thêm cho tôi. Họ đã chia sẻ nhiều thông công với tôi và đọc một số lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng có một đoạn lời của Ngài để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc. Đức Chúa Trời toàn năng phán. Sau công tác của Đức Giê-hô-va, giê xu đã trở nên xác thịt để làm công tác của Ngài giữa con người. Công tác của Ngài không được thực hiện riêng biệt, mà dựa trên công tác của Đức Giê-hô-va. Đó là công tác cho một thời đại mới mà Đức Chúa Trời thực hiện sau khi Ngài đã kết thúc thời đại luật pháp. Tương tự, sau khi công tác của giê xu kết thúc đức chúa trời tiếp tục công tác của ngài cho thời đại tiếp theo bởi vì toàn bộ sự quản lý của đức chúa trời luôn tiến về phía trước khi thời đại cũ trôi qua nó sẽ được thay thế bởi một thời đại mới và một khi công tác cũ đã được hoàn thành sẽ có công tác mới để tiếp tục sự quản lý của đức chúa trời đây là sự nhập thể lần thứ hai của đức chúa trời tiếp nối công tác của giê xu tất nhiên sự nhập thể này không xảy đến độc lập đó là giai đoạn công tác thứ ba sau thời đại luật pháp và thời đại ân điển. Mỗi lần Đức Chúa Trời khởi xướng một giai đoạn công tác mới, luôn phải có một khởi đầu mới và điều đó luôn phải mang đến một thời đại mới. Vì vậy, cũng có những sự thay đổi tương ứng trong tâm tính của Đức Chúa Trời, cách thức Ngài làm việc, địa điểm làm việc của Ngài và danh sinh của Ngài. Cho nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi thật khó để con người tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời đại mới. Nhưng bất kể Ngài bị con người chống đối ra sao, Đức Chúa Trời vẫn luôn làm công tác của Ngài và luôn dẫn dắt toàn nhân loại tiến về phía trước. Khi giê -xu đến nhân gian, Ngài đã mở ra thời đại ân điển và kết thúc thời đại luật pháp. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đã một lần nữa trở nên xác thịt và với sự nhập thể này, Ngài đã kết thúc thời đại ân điển và mở ra thời đại vương quốc. Tất cả những ai có thể chấp nhận sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời sẽ được dẫn dắt vào thời đại vương quốc. Và hơn nữa, sẽ trở nên có thể đích thân chấp nhận sự chỉ dẫn của đức chúa trời mặc dù giê xu đã làm nhiều công tác giữa con người nhưng ngài chỉ hoàn thành việc cứu chuộc toàn thể nhân loại và trở thành của lễ chuộc tội cho con người ngài vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại hoại của họ để hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của satan không chỉ cần giê xu trở thành của lễ chuộc tội và gánh lấy những tội lỗi của con người mà còn cần đức chúa trời làm công tác vĩ đại hơn nữa để hoàn toàn loại bỏ khỏi con người tâm tính sa tăng bại hoại của họ. Và vì thế, khi con người đã được tha thứ tội lỗi, Đức Chúa Trời đã trở lại xác thịt để dẫn dắt con người vào thời đại mới và bắt đầu công tác của hình phạt và sự phán xét. Công tác này đã đưa con người vào một cõi cao hơn. Tất cả những ai quy phục dưới sự thống trị của Ngài sẽ được hưởng lẽ thật cao hơn và nhận lãnh những phước lành lớn hơn. Họ sẽ thực sự sống trong sự sáng và họ sẽ đạt được lẽ thật đường đi và sự sống. Đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng xong, hai người anh em đó còn thông công nhiều điều với tôi. Tôi biết được rằng công tác của Đức Chúa Trời không ngừng tiến lên phía trước. Rằng Đức Chúa Giêsu đã thực hiện công tác cứu chuộc và tin vào Chúa thì tội lỗi của ta sẽ được tha thứ. Nhưng bản tính tội lỗi của chúng ta vẫn chưa được quá giải. Nên chúng ta cứ sống trong vòng lẫn quẩn, phạm tội ban ngày, thú tội ban đêm và vẫn bị tội lỗi trối buộc đúng vậy để hoàn toàn cứu rỗi mọi người khỏi tội lỗi và các thế lực của Satan, Đức Chúa trời cần làm một giai đoạn công tác nữa, bày tỏ lẽ thật để phán xét và làm tinh sạch chúng ta, thật sự hóa giải bản tính tội lỗi và tâm tính bại hoại của con người chúng ta, để ta thoát khỏi tội lỗi, được làm tinh sạch và bước vào vương quốc của Đức Chúa trời. với tôn giáo từ lâu đã mất công tác của Chúa Thánh Thần để nhận được sự dẫn dắt và cung dưỡng lẽ thật của Chúa Thánh Thần. Chúng ta phải tiếp nhận những lẽ thật mà Đức Chúa Trời bày tỏ trong thời kỳ sau hết. Theo kịp bước chân của Ngài, chỉ có như vậy ta mới trưởng thành trong sự sống. Và sau đó, tôi thường đọc đi đọc lại lời xuất hiện trong xác thịt. Đọc bao nhiêu lần cũng không đủ. Nhưng lời của Đức Chúa Trời quá cuốn hút tôi. Đêm nào, tôi cũng thức đến hơn 2 giờ sáng để đọc. Sau một thời gian tìm hiểu kỹ càng, tôi chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Giêsu xu tái lâm. Tôi vui mừng tiếp nhận công tác thời kỳ sao rốt của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Tôi đã đưa các anh chị em chia sẻ phúc âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng đến giáo sứ mà tôi phụ trách để giúp đem các giáo dân thật tâm tin Chúa đến trước Đức Chúa Trời. Chúng tôi hội họp tại nhà thờ và cùng đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Mỗi ngày đều tìm thấy sự khai sáng mới mẻ, cảm thấy được cung dưỡng đặc biệt vô cùng vui hưởng chúng tôi đã được tham dự tiệc cưới của chiên con hưởng thụ công tác của đức thánh linh chính xác tôi nghe nói việc ông tin vào đức chúa trời toàn năng gây ra khá nhiều xáo trộn cho công giáo địa phương phải nhiều giám mục và linh mục ở trong vùng đã ra sức ngăn cản tôi ban đầu giám mục triệu nói với tôi nghe nói cha đã gia nhập chi chấp phương đông chuyện quan trọng như vậy mà cha không bàn với tôi còn lôi kéo nhiều giáo dân khác. Làm vậy chính là phản bội Chúa. Khi Ngài tái lâm, chắc chắn Ngài sẽ tiết lộ cho các giám mục biết trước. Nếu Chúa mà có tái lâm, sao tôi lại không biết chứ? Hãy từ bỏ đức tin đó, quay về chúng tôi. Tôi biết cha đang ở một vùng hẻo lánh, cuộc sống rất khó khăn. Nếu bây giờ cha quay về, chúng tôi sẽ giải quyết hết mọi khó khăn hay nhu cầu của cha. Ông ta còn nói nhiều điều bán bổ về lên án Đức Chúa Trời toàn năng. Vậy thì lúc đó việc này có ảnh hưởng đến ông không? Không có. Tôi chỉ thấy choáng váng và bất ngờ thôi. Ông ta là một giám mục và đã nói rất nhiều lần rằng Chúa sẽ sớm tái lâm nên chúng tôi phải dẫn dắt giáo dân cầu nguyện và theo dõi để nghênh tiếp Chúa tái lâm. Vậy mà bây giờ khi Đức Chúa Giêsu đã tái lâm, ông ta không hề có ý định tìm kiếm, còn bán bổ về linh án. Ông ta không phải là người thật tâm tin Chúa tôi vẫn cứ truyền bá phúc âm không bị ông ta tác động rồi giám mục dương dẫn theo mấy người khác đến chỗ của tôi vừa cười vừa nói với tôi giám mục triệu kêu tôi đến thuyết phục cha về gặp ngài ngài ấy vô cùng lo lắng cho phúc lợi của cha sợ cha đi vào con đường sai trái khi nghe ông ta nói như vậy tôi cảm thấy rất là bực mình họ không thèm quan tâm các giáo dân đang tiêu cực và yếu đuối chỉ dốc sức phản đối việc tôi tin vào đức chúa trời toàn năng họ ra sức ngăn cản tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau hết của đức chúa trời tôi nói với ông ta các ông đều nhất quyết ngăn cản tôi tin vào đức chúa trời toàn năng nhiều năm qua các hội thánh quan tàng không có công tác của chúa thánh thần đức tin của anh chị em đều đã bị nguội lạnh họ cứ không ngừng phạm tội và thú tội tôi thú tội với đức chúa trời nhưng cứ bị tội lỗi trói buộc và tôi cảm thấy Thật sự rất đau khổ. Từ lời Đức Chúa Trời Toàn Năng tôi biết rằng, Đức tin vào Chúa mới chỉ tha tội cho chúng ta, chứ chưa làm cho tin sạch. Nếu bản tính tội lỗi chưa được quá giải, ta sẽ không thoát khỏi sự trối buộc của tội lỗi. Thật kỳ sao hết Chúa Đại Thái Lâm bày tỏ lẽ thật và làm công tác phán xét để giải quyết tận gốc sự phạm tội của nhân loại, để chúng ta hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi. Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng chỉ tôi con đường Để được làm tinh sạch và cứu rỗi hoàn toàn Sau khi tìm hiểu Tôi biết rõ rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Chúa đã tái lâm Dù ông có nói gì tôi cũng không từ bỏ đức tin của mình Giám Mục Dương liền nói Đúng là hội thánh đang thiếu vắng Công tác của Chúa Thánh Thần Cũng như là sự hiện diện của Chúa Nhưng đó cũng chỉ là chuyện tạm thời Là Chúa đang thử luyện chúng ta mà thôi Chỉ cần đứng vững cho đến cùng ta sẽ thấy được sự phục hưng của hội thánh. Nếu cha đưa mọi người gia nhập ti chấp phương đông, hội thánh sẽ trống không. Làm sao có thể phục hưng được? Chúa chỉ sắp tái lâm thôi, chứ hiện tại vẫn chưa tái lâm. Ngài sẽ không tiết lộ cho giáo hoàng biết khi Ngài tái lâm sao. Ban đầu, Chúa đã trao cho Fierre chìa khóa cửa vào thiên quốc và Fierre giao chìa khóa cửa vào thiên quốc cho giáo hoàng kế vị Ngài. Nào giờ trong công giáo, giáo hoàng đứng đầu Rồi đến giám mục của các giáo đoàn Tất cả những giáo sĩ này Đều được đích thân Đức Chúa Trời chỉ định Nên nếu Chúa đã tái lâm Ngài chắc chắn sẽ báo chúng tôi biết trước Vì giáo hoàng Và các giám mục Chưa nghe tin về sự tái lâm của Chúa Nên rõ ràng tin tức tái lâm này Chỉ là giả thôi Nếu cha gia nhập tiên chấp phương Đông Mà chưa được giáo hoàng hay giám mục cho phép Chẳng phải như vậy là bộ giáo hay sao? Nhiều người trong giới tôn giáo có những quan niệm đó Phải đó Thật tình tôi cũng từng có suy nghĩ như vậy Nhưng khi tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng Tôi đã hỏi về việc đó một cách cụ thể Ông kết luận thế nào về quan điểm của giám mục vương Tôi không đồng ý Ông ta nói Chúa sẽ tiết lộ về sự tái lâm của Ngài cho giáo hoàng và các giám mục trước Nhưng tôi biết rằng Đức Chúa Giêsu không bao giờ phán như vậy Việc đó không được chép trong Kinh Thánh để nên tiếp sự tái lâm của Ngài, chúng ta phải dựa theo những lời của Chúa. Thiên Chúa đã phán: "Này, ta đứng nơi cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa cho ta thì ta sẽ đến với họ, ăn bữa tối cùng họ. Ta còn nhiều lời để nói với anh em, nhưng hiện giờ anh em không đủ sức nghe nổi. Nhưng khi thần khí sự thật đến, Ngài sẽ dạy cho anh em mọi lẽ thật." Lời Đức Chúa Trời thật vô cùng rõ ràng. Vào lúc ngày đến, Ngài sẽ phán nhiều lời hơn và cho ta biết lẽ thật. Chỉ khi ta nghe thấy tiếng Ngài và tiếp nhận lẽ thật của Đức Chúa Trời, thì ta mới có thể nên tiếp Chúa. Chính xác. Đức Chúa Giêsu phán, Chiên của ta thì nghe tiếng ta. Ta biết chiên của ta và chúng theo ta. Những người đi theo Chúa như Tông Đồ, phê -rô và Sứ Đồ Mắc-thiêu đều đã nghe những gì mà Chúa rao giảng khi đó mới nhận ra ngài chính là đấng messia mà họ hằng mong mỏi chúa dựa vào về chúng ta có nghe thấy tiếng của ngài hay không để định đoạt ta có thuộc bày của ngài không cho nên điểm mấu chốt để tìm hiểu con đường thật chính là lắng nghe tiếng của chúa và căn cứ vào tiếng của chúa để nhận ra và tiếp nhận ngài chỉ có thể dựa vào cách đó mà thôi đúng vậy hơn nữa trong khải quyền có nhắc đến nhiều lần ai có tai Hãy lắng nghe lời thần khí phán với các hội thánh. Khi Chúa đến vào thời kỳ sau hết, Ngài không tiết lộ trước cho các giám mục và lãnh đạo tôn giáo, mà Ngài phán trực tiếp với các hội thánh để họ nghe thấy tiếng Ngài. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ nhiều lẽ thật và tỏ lộ nhiều lẽ nhiệm màu của Kinh Thánh. Việc này ứng nghiệm những gì Đức Chúa Giêsu đã phán. Khi thần khí sự thật đến, Ngài sẽ dạy anh em sự thật trọn vẹn vì ngài không tự mình mà nói nhưng những gì ngài nghe được ngài sẽ nói ra và ngài sẽ cho anh em biết những sự sắp đến lời của chúa đã phán rõ rằng những ai nghe thấy tiếng ngài và đi theo ngài thì là chiên của ngài họ là những người duy nhất có thể nghênh tiếp chúa vì vậy tôi đã phản bác lời giám mục dương ông nói giáo hoàng và các giám mục sẽ biết trước về sự tái lâm của Chúa. Nhưng lời này có dựa vào lời của Chúa hay không? Đức Chúa Giêsu chưa từng phán điều gì như vậy. Cả Đức Chúa Cha hay Chúa Thánh Thần cũng vậy. Trong Kinh Thánh không có viết điều gì như vậy. Nên những gì ông nói chẳng phải chỉ là quan niệm của con người sao? Để có thể nghe tiếp Chúa, chúng ta phải căn cứ vào lời Chúa, chứ không phải quan niệm và tưởng tượng của chúng ta trong cựu ước có chép lại rằng cậu bé Samuel đã phụng sự Gia Vê dưới quyền Eli. Theo quan niệm của con người, lẽ ra thì Gia Vê phải mặc khải cho Eli trước. Nhưng Gia Vê đã không làm như vậy. Ngài gọi đứa trẻ Samuel đến bốn lần liên tục để nói cho nó biết ý muốn của Ngài. Còn nữa, khi Đức giê Giêsu đến, thay vì tiết lộ cho các tư tế và kinh sư. Ngài lại xuất hiện trước những người chăn chiên và nói cho họ biết về sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu. Rõ ràng là Chúa không công tác theo quan niệm của con người. Cho dù người ta tin Đức Chúa Trời bao lâu, địa vị cao hay thấp, chỉ cần họ từ bỏ quan niệm, khiêm tốn tìm kiếm và lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời, họ có thể làm chứng cho sự xuất hiện của Ngài. Vào thời kỳ sau hết, Chúa đã đến bày tỏ lẽ thật, thực hiện công tác phán xét. Ngài không cần xin ý kiến bất cứ ai hay nói với một người cụ thể nào. Đây là công tác của Đức Chúa Trời. Không có người nào có thể can thiệp. Bất cứ ai phản nghịch sẽ chỉ xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời. Y hệt như là các thầy kinh sư và biệt phái. Họ khư khư bám vào quan niệm chống lại Đức Chúa Giêsu và đóng đinh Ngài lên trên cây thập giá. Bọn họ đã phạm phải trọng tội Bị Đức Chúa Trời rủa xả và trừng phạt Bài học cay đắng đó Chẳng đáng cho chúng ta phản tỉnh hay sao Rồi giám mục vương đã trả lời thông công của ông như thế nào Ông ta chỉ tức giận rồi nói với tôi Cha thật là lão sược Dám chống lại cả giáo hoàng Nói cha biết Linh Mục Lưu Sau khi gia nhập thi chấp phương Đông Đã bị khai trừ khỏi hội thánh Ông ta bị giáo hữu cự tuyệt Và bị gia đình phản đối Ông ta từ chức linh mục Xe, tiền đều từ chối nhận Cha không nghĩ Vậy là không ổn chút nào sao Họ tưởng việc từ bỏ những thứ đó Là chuyện không thể nghĩ đến Đúng vậy Lúc đó ông đã nghĩ gì Giáo hội công giáo Thật sự không có công tác của Chúa Thánh Thần Giám mục dùng miệng lưỡi để có tiền tài Địa vị để hưởng thụ Y như một người ngoại đạo Vậy sao gọi là phụng sự Đức Chúa Trời Cho nên dù họ ra sức ngăn cản tôi như thế nào Tôi cũng đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng Tôi nói Kinh Thánh có viết Chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa Không phải vâng lời người ta Tôi chỉ dân phục lời Đức Chúa Trời Không dân lời con người Ông có thể từ bỏ suy nghĩ đó Đừng khuyên răng tôi nữa Ông ta tức tối bỏ đi Khi thấy tôi không chịu nghe theo Sau đó Giám một triệu và giám một dương cứ thường xuyên đến để cố ngăn cản tôi Họ nói Linh Mục vệ Cha không thể tán tận lương tâm như vậy Hồi đó để giúp cha trở thành Linh Mục Các giám mục và Linh Mục khác phải mạo hiểm chịu ngồi tù để bảo vệ cha Họ đã trả giá rất đắt dốc nhiều tâm huyết Giúp cha có 10 năm đào tạo để giảng đạo Chúng tôi đã cho cha của ăn thức uống Ba mẹ của cha đã làm việc hết sức cực khổ để cha sớm được làm linh mục nhưng cha lại dứt bỏ họ để đi với thi chút phương đông sao cha gặp các giám mục và linh mục đây cha còn mặt mũi nào mà gặp ba mẹ không cha hãy từ bỏ đức tin này và quay về với chúng tôi chúng tôi sẽ đợi cha những lời đó có ảnh hưởng đến ông không nghe thấy những lời đó lòng tôi vô cùng hoang mang và rối bời bao năm qua các giám mục đã chăm sóc cho tôi họ cũng đã làm rất nhiều việc cảnh sát đã truy lùng tôi nhiều năm các giám mục đã sắp xếp mọi thứ rất chu đáo cho tôi để đảm bảo sự an toàn của tôi gia đình tôi rất nghèo và các giám mục đã chăm sóc tôi tôi sợ nếu mình không nghe theo họ thì sẽ thành kẻ tán tận lương tâm giống như ông mắc nợ họ vậy phải nhưng tôi biết rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Giêsu xu Tây Lâm Tôi không thể quay lưng với Ngài được Cho nên tôi đã cầu nguyện với Ngài Lại Đức Chúa Trời Con đang cảm thấy yếu đuối Xin hãy cho con đức tin và sức mạnh Để con không bị dao động bởi bất cứ ai Con muốn đi theo Ngài cho đến cùng Sau đó tôi mở cuốn Lời xuất hiện trong xác thịt Và đã đọc được đoạn này ngay từ khoảnh khắc mà ngươi cất tiếng khóc chào đời trên thế gian này, ngươi bắt đầu thực hiện bổn phận của mình, bởi kế hoạch của Đức Chúa Trời và bởi sự tiền định của Ngài, ngươi thực hiện vai trò của mình và bắt đầu hành trình cuộc sống của mình. Bất kể lai lịch của ngươi như thế nào đi nữa và bất kể hành trình nào đang ở phía trước các ngươi, không một ai có thể thoát khỏi những sự sắp đặt và bố trí của trời và không một ai kiểm soát được vận mệnh của chính mình. Vì chỉ có đấng cai trị muôn vật mới có khả năng làm công việc như vậy. Kể từ ngày mà con người bắt đầu tồn tại, Đức Chúa Trời đã hàng làm việc như thế, cái quản vũ trụ, điều khiển những quy luật thay đổi của muôn vật và quỹ đạo vận động của chúng. Giống như muôn vật, con người được nuôi dưỡng một cách thầm lặng và không hề hay biết bởi sự ngọt ngào và mưa sương từ Đức Chúa Trời. Giống như muôn vật, con người sống một cách vô thức dưới sự sắp đặt của bàn tay Đức Chúa Trời. Tôi cũng còn nhớ Đức Chúa Giêsu đã phán. Hãy xem chim chóc bay trên bầu trời. Chúng không hề gieo và cũng không gặt, cũng không thu tích vào kho lẫm. Có cha trên trời chăm sóc nuôi dưỡng chúng. Anh em không quý giá hơn chúng hay sao? Chim chóc trên trời còn được Đức Chúa Trời chăm sóc, huống gì là con người. Tôi được Đức Chúa Trời tạo nên và Ngài cho tôi sự sống. Đức Chúa Trời cho tôi cơm ăn, Ngài đã cho tôi áo mặc. Giám mục chăm sóc tôi, bồi dưỡng cho tôi nhờ sự an bài của Đức Chúa Trời. Và cơ hội được làm linh mục để phụng sự Đức Chúa Trời cũng là do Ngài định đoạt. Đó là tình yêu của Ngài. Ngài mới là đấng mà tôi nên tạ ơn. Nếu để đền đáp thứ gọi là lòng tốt của một người mà tôi phản bội Đức Chúa Trời như vậy mới thật sự là thắng tận lương tâm Hơn nữa các giám mục và linh mục đó Còn đấu kỳ kèn cửa Tranh đoạt địa vị Tham hưởng lợi ích của địa vị Hiện giờ chúa đã tai lâm Bọn họ không những không chịu tìm hiểu Mà còn ngăn cản người khác theo đức chúa trời Thậm chí buôn lời dối trái và phỉ bán Đó chẳng phải là phạm tội ác hay sao Dù cho bọn họ có vẻ tử tế ra sao thì họ cũng không cố gắng đưa mọi người đến trước chúa để giúp họ hiểu chúa đạt được lẽ thật và sự sống từ ngài họ đưa tất cả mọi người đến trước bản thân mình để mọi người sùng bái và đi theo họ đẩy mọi người càng ngày càng xa rời chúa nó nhắc tôi nhớ đến những gì chúa phán với những người biệt phái khốn cho ngươi hỡi các kinh sư và biệt phái những kẻ giả hình bởi các ngươi đóng cổng thiên đàng với người ta Các ngươi không vào Mà có ai vào Các ngươi cũng không cho Khốn cho ngươi Hỡi các kinh sư và biệt phái Những kẻ giả hình Vì các ngươi nuốt hết gia tài của các bà quá Lại còn bày đặt cầu nguyện lâu giờ Vì thế mà các ngươi sẽ chịu sự phán xét nặng nề hơn Các giám mục và linh mục Khống chế nghiêm ngặt mọi người dưới quyền lực của họ Ngăn cản mọi người nên tiếp sự tái lâm của Chúa như vậy thì có khác gì các thầy kinh sư Và những người biệt phái đâu Họ là những đầy tớ tà ác Mà công tác thời kỳ sau hết của Đức Chúa Trời phơi bày Như vậy quá rõ ràng Cố để tâm tới họ mới chính là phản bội Chúa Đúng vậy Vậy việc họ ra sức ngăn cản ông Thực ra lại giúp ông nhìn thấu mọi sự Phải Đây chính là thu hoạch lớn dành cho ông Tạ ơn Đức Chúa Trời Sau đó Các giám mục và linh mục ở các tỉnh khác Bắt đầu quấy phá Bao dây lấy tôi khi họ biết chuyện Tôi tiếp nhận công tác thực kỳ sau hết Của Đức Chúa Trời Toàn Năng Họ đã điên cuồng oán trách công kích và lên án tôi Họ nói rằng đức tin của tôi chính là sự phản bội Chúa Tôi là kẻ phản bội, đáng bị rủa xả Tôi tệ nhất là họ thậm chí còn bịa chuyện và xuyên tạc sự thật Để vu khống hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng Và bản bổ Đức Chúa Trời Toàn Năng Lúc đó hoàn toàn không có ai chịu bình tĩnh để nghe điều tôi nói. Tôi cảm thấy cực kỳ tức giận. Tôi nghĩ những người tỏ vẻ công tác cho Đức Chúa Trời sao lại thành ra như vậy? Họ chỉ toàn lên án và bán bổ đầy căm ghét Đức Chúa Trời. Suốt một lúc lâu, trong lòng tôi cảm giác như trái tim của mình bị bóp chặt, không chút bình an. Tôi biết rằng nếu như các giám mục và linh mục cứ lên án và cự tuyệt tôi như vậy, thì các giáo dân dưới quyền của họ chắc chắn sẽ đối xử với tôi tương tự. Nếu họ gặp tôi ở bất cứ đâu, họ sẽ phỉ dỗ và không ngừng thóa mạ tôi. Đối mặt với chuyện này thật sự khiến tôi đau khổ và thất vọng. Tôi mới nhớ những gì Đức Chúa Giêsu đã phán, phúc cho anh em khi vì ta mà bị người ta sỉ vả bách hại và nỗi xấu đủ điều đức chúa trời trở nên xác thịt và giáng trần để cứu rỗi nhân loại chịu sự lên án và cự tuyệt của giới tôn giáo con người thật hiểm độc thật tà ác với đức chúa trời ta đi theo đức chúa trời chắc chắn cũng sẽ phải chịu sự cự tuyệt và phỉ bán này nhưng chịu khổ vì sự công chính chính là diễm phúc và có ý nghĩa lắm nghĩ vậy nên tôi không còn lo lắng về sự lên án và cự tuyệt của người khác nữa Họ có thể đối xử với tôi như vậy Nhưng tôi có cơ hội được nên tiếp Chúa Đọc lời Đức Chúa Trời Và đến gặp mặt Ngài Chính là phước lành to lớn nhất Đức Chúa Trời là tất cả với tôi Có được Ngài chính là có tất cả Điều này rất an ủi Và cho tôi cảm giác bình an lắm Nhớ lại hồi ở trong giới tôn giáo Tôi không được cung dưỡng về thuộc linh Mà chỉ sống trong sự tâm tối Nhưng giờ Đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng Tôi nhận được sự cung dưỡng lẽ thật Và sớm muộn Có thể thấy được sự cứu rỗi Giống như Được trở về từ cổ chết vậy Tôi đã tìm được con đường Của sự sống đời đời Dù các giám mục và linh mục Có phán xét và lên án tôi Tôi vẫn đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng sau đó tôi đọc được đoạn này trong lời của ngài trong mỗi bước công tác mà đức chúa trời thực hiện bên trong con người bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự can thiệp của con người nhưng ẩn ở phía sau mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra là một cuộc đánh cược do tăng đặt ra trước đức chúa trời đòi hỏi mọi người kiên vững làm chứng cho đức chúa trời lấy ví dụ khi job bị thử luyện ở phía sau xe tăng đang đặt cược với đức chúa trời và điều đã xảy ra với job là những việc làm của con người và sự can thiệp của con người đằng sau mỗi bước công tác mà đức chúa trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của xe tăng với đức chúa trời đằng sau nó tất cả là một trận chiến đọc lời đức chúa trời toàn năng giúp tôi thấy rõ việc các giám mục và linh mục công kích tôi chính là một phần của cuộc chiến thuộc linh và là sự thử luyện rất tốt cho tôi họ dùng tiền tài địa vị và danh lợi để dụ tôi phản bội đức chúa trời còn mắng giết tôi khi không có được điều mà họ muốn họ ép tôi phải từ bỏ đức tin vào đức chúa trời toàn năng ngăn cản tôi đi theo đức chúa trời tiếp nhận sự cứu rỗi của ngài hết thảy họ tuyệt đối chính là tay sai của sa tăng họ đang cố gắng đánh bại tôi bằng những âm mưu đó ép tôi phản bội đức chúa trời tôi không thể mắc mưu của sa tăng được các giám mục và linh mục Càng phán xét về linh án tôi Tôi càng thấy được sự thật Rằng họ căm ghét lẽ thật Và chống đối Đức Chúa Trời Không có ai tìm kiếm Hay là mong mỏi Sự xuất hiện của chính Đức Chúa Trời Cũng không ai nghiên tiếp sự gián lâm của Chúa Họ đều là những kẻ không tin Là những người biệt phái thời nay Chống đối Đức Chúa Trời Phải đó Tôi đã hoàn toàn bất ngờ Khi vào sáng sớm hôm đó Mặt trời vừa ló rạng tôi đang ở nhà thờ cầu nguyện cùng với các tu sĩ và các nữ tu vừa mới tiếp nhận đức chúa trời toàn năng thì linh mục dương và linh mục lý đột nhiên xuất hiện cùng với một số giáo dân xưa nay không mấy sốt sắng có lẽ hơn bảy chục người họ xông vào sân nhà thờ nhìn thấy mặt mày họ ai nấy đều rất hung hăng dữ dằn tôi thầm nghĩ có lẽ họ định dùng vũ lực để ngăn cản các anh chị em tìm kiếm con đường thật trong lòng tôi cảm thấy rất sợ hãi Tôi vội cầu nguyện với Đức Chúa Trời Lại Đức Chúa Trời Vóc dạc của con nhỏ bé Xin Ngài hãy cho con đức tin và sức mạnh Để con không cúi đầu trước thế lực tà ác này Sau khi cầu nguyện Tôi liền cảm thấy trong lòng bình an Không còn sợ hãi nữa Tôi lấy lại bình tĩnh Lại gần hỏi và nói Linh Mục Dương Linh Mục Lý Sao các ông lại đưa những người này đến chỗ của tôi Linh Mục Dương liền nói với tôi Ông không những tiếp nhận tri chốt phương Đông Mà còn lôi kéo các giáo dân khác Nên tiếp sự tái lâm của Chúa là chuyện lớn Nhưng ông đã không bàn bạc với chúng tôi Mà lại ngấm ngầm gia nhập tri chốt phương Đông Ông thật quá phản nghịch Ông đã quên lời của Chúa rồi hay sao Kinh Thánh có viết Nếu như có ai nói với anh em kìa đức kitô ở đây hay đức kitô ở kia thì cũng đừng nên tin vì sẽ xuất hiện những kitô giả và những ngôn sứ giả họ sẽ làm những dấu lạ điềm thiên và nếu có thể được họ cố lừa phỉnh cả những người được chọn nên bất cứ tin tức gì về sự nhập thể lần thứ hai của chúa đều là giả ông đã bị mê hoặc và phản bội chúa bây giờ cho ông cơ hội cuối cùng đây từ bỏ ti chức phương đông và đưa mọi người quay trở lại hội thánh và ông vẫn làm linh mục Ờ, à, ông có do dự chú nào không không hề tôi cứng rắn đáp lại ông ta linh mục dương ông có thể làm bất cứ điều gì với tôi nhưng ngăn cản các anh chị em tìm hiểu con đường thật ngăn cản họ nghe tiếng đức chúa trời và nên tiếp sự tái lâm của chúa là tuyệt đối không chấp nhận được đúng là có những khi tu giả và tiên tri giả vào thời kỳ sau hết nhưng Đức Chúa Giêsu nói rằng Ngài chắc chắn sẽ tái lâm Chúng ta không thể vì sợ các kỳ tu giả Mà bỏ lỡ cơ hội nên tiếp sự tái lâm của Chúa Vậy chẳng phải là tự mình hại mình sao Phải đó Kỳ thực là Đức Chúa Giêsu dặn chúng ta phải đề phòng các kỳ tu giả Bởi vì bọn họ không thể bày tỏ lẽ thật Mà chỉ mê hoặc mọi người bằng các điềm thiên dấu lạ chỉ Đức Kitô trong xác thịt mới có thể bày tỏ được lẽ thật, ban cho nhân loại sự sống và chỉ cho ta con đường cứu rỗi vào thiên quốc. Đức Kitô là thần của Đức Chúa Trời ở trong xác thịt và Ngài sở hữu thực chất thần tính nên chỉ Ngài mới có thể bày tỏ lẽ thật để bồi dưỡng và chăn dắt con người. Chỉ có Ngài bày tỏ tâm tính của Đức Chúa Trời và hoàn thành công tác cứu chuộc và cứu rỗi con người. Không có người nào có thể làm vậy, không ai có thể bắt chước. Đức Chúa Trời toàn năng đã công tác vào thời kỳ sau hết Ngài tỏ lộ những lẽ nhiệm màu của sự nhập thể và kế hoạch quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ toàn bộ lẽ thật để làm tinh sạch và hoàn toàn cứu rỗi nhân loại. Chỉ Ngài mới có thể thực hiện toàn bộ công tác này. Ngoài Đức Chúa Trời, còn có ai có thể bày tỏ lẽ thật chứ? Còn ai có thể thực hiện công tác phán xét chứ? Còn ai có thể làm tinh sạch và hoàn toàn cứu rỗi nhân loại? Không có một ai cả. Đức Chúa Trời Toàn Năng đang bày tỏ nhiều lẽ thật, hoàn toàn chứng tỏ rằng Ngài thật sự chính là Đức Chúa Giêsu đã tái lâm, là Đức Kitô của thời kỳ sau hết. À, nghe ông nói như vậy, họ đã phản ứng như thế nào? Linh Mục Dương trừng mắt nhìn tôi mà nói Chúng tôi không quan tâm ông đúng như thế nào Ông không muốn quay đầu mà sống chết theo tiêu chết phương đông Các giám mục kêu chúng tôi cảnh cáo ông ngay lập tức từ bỏ tri chấp phương đông nhà giao nộp sách của họ rồi lên một lý chỉ vào tôi và nói mau giao nộp chìa khóa nhà thờ và cả người rao giảng của tri chấp phương đông